chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy rửa xe cao áp mang thương hiệu của Zetman. Con này có model là Zetman 2200A, sử dụng dòng điện 220, có công suất 2200W và 123. Và lực thượng tiêu thụ của máy này lên đến là 16 lít trên 1 phút. Dòng máy này có bao gồm một cuộn dây dài 15m và 4 đầu bét xịt, kèm theo một phiếu bảo hành chính hãng, kèm theo một súng nối dài ruột bằng kim loại và tặng một bình bọt tuyết rất là lớn để anh em mình kinh doanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là dòng máy Zetman cao áp. Con này có một cái ưu điểm rất là đặc biệt là có chế độ chỉnh áp, có bánh đẩy rất là thuận tiện cho anh em mình kinh doanh. Máy được thiết kế trang bị motor đồng 100%, đầu nén rất là lớn, dơ le ở ngoài, có chế độ chỉnh áp. Zetman rất là đẹp, khỏe như trâu. Rồi khỏe như trâu luôn. Rồi con này thì quạt làm mát rất là lớn để mình kinh doanh này. Rồi công tắc này. Hôm nay mình sẽ test thử cái máy Zetman. Cho anh em mình cùng theo dõi. Trước tiên thì mình sẽ test cái bình bọt tuyết nặng kèm theo máy. Mình là bình lớn nha mọi người. Và có đến 4 mét xịt nha. Trước tiên là mình sẽ test cái bình bọt tuyết này cho anh em nhá. Rồi, ok. Rất là khỏe nha mọi người, rất là đẹp này. Anh em nào mà có bán tải, có ô tô thì mua sử dụng một con máy này này. Chỉ cần phun bọt tuyết lên mà xịt rất là sạch rồi. Rồi, đây là bình bọt tuyết mà mình đã tặng theo máy nhá. Đầu nối nhanh này, ok chưa, rất thuận tiện. Và mình sẽ thử cái bét xịt này, bét xịt mạnh cho nó sạch. Rồi, ok ha. Rất khỏe rồi nhá. Cái này chỉ cần phun bọt tuyết lên là xịt là sạch rồi, không cần phải lau chùi nữa. Rồi, như mới luôn rồi. Thì nó gồm có 4 bét xịt này. Và khi mà anh em mình khởi động máy á, anh em mình bấm súng thì máy sẽ chạy. Anh em mình nhả cò thì máy nó sẽ tự động ngắt. Đó. Nha, nhả tự động ngắt nha. Rồi, máy Zetman. Máy Zetman 2200A có độ bền rất là cao, được bảo hành lên đến là 12 tháng dành cho anh em kinh doanh.
anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn và xin được chào và gặp lại tất cả quý anh chị, anh em, bạn bè mọi những video của những cái dòng máy khác mới nhất của Shop. Xin được kính chào và tạm biệt. Mọi người đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin được kính chào và chúc em mình luôn luôn gặp nhiều sức khỏe và luôn thành công. Xin được kính chào và gặp lại. Bye bye mọi người.